Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ là ngày 17 tháng 5 và bây giờ là khoảng 9 giờ tối giờ Cali. Ngày hôm nay đó cũng có nhiều thông tin nhưng mà không có nhiều như là ngày hôm qua cho nên có thể cái video này sẽ ngắn hơn là thường lệ. Nhưng mà cũng có một số những cái tài liệu nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và đương nhiên chúng ta lại tiếp tục sẽ nói về cái thông tin mới nhất liên quan đến lúc nào mà nhiều bạn hỏi Thuận. Thì trước hết đó, chúng ta hãy bắt đầu từ thị trường tài chính nói chung đi, thì chúng ta thấy được là hôm nay đó lại thêm một cái cuộc phỏng vấn với là chủ tịch John Powell à, là chủ tịch Fed của Hoa Kỳ đó là phỏng vấn với lại Wall Street Journal và các bạn có biết là chủ tịch John Powell đã nói gì ngày hôm nay hay là không? thì cũng những lời đó nói là nếu như mà lạm phát không được quản lý đó thì Fed hoàn toàn không ngần ngại tiếp tục tăng thêm lãi suất cho đến khi nào mà đạt được cái phần trăm lạm phát mong muốn mà thôi thì có phải là Fed thực sự muốn đẩy phần trăm lạm phát về còn 2% như là cái phần trăm mà Fed có muốn hay là không thì chúng ta không có biết Fed có thể là chỉ muốn đi xuống tới mức là khoảng 4% hay gì thôi có thể là vẫn cao hơn là mong muốn nhưng mà thấp hơn bây giờ rất là nhiều cho dù là Fed nói cho dù đó là cái sự ảnh hưởng sẽ dẫn đến cái phần trăm thất nghiệp bởi vì Fed nói bây giờ phần trăm thất nghiệp đó chỉ có 3,6% mà thôi. Có nghĩa là đây là cái phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ đó thấp nhất kể từ những năm 1960. Vì lý do đó đó Fed không ngần ngại tiếp tục tăng thêm lãi suất tại vì cho dù là có thể dẫn đến thất nghiệp nhiều một chút nhưng mà vẫn ở mức thấp đó là cái lời phát biểu của Fed ngày hôm nay thì các bạn có biết là thị trường sau khi mình nghe lời phát biểu này đó là có phần như thế nào hay là không tại vì mỗi lần mà Fed nói tăng lãi suất đó thị trường lại bị trao đảo và là một màu đỏ thì chúng ta thấy được là hôm nay đó khi mà cho nhìn vào chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đi Thì chúng ta thấy được là những chỉ số ngày hôm nay đó Không những không đỏ Mà còn kết thúc là một màu xanh Các bạn thấy được là chỉ số Nasdaq tăng 2,76% Chúng ta đã thấy được là chỉ số S&P 500 tăng 2% Và chỉ số Dow Jones hôm nay tăng 1,34% Nhưng mà khi mà chúng ta bấm vào chỉ số Nasdaq đi làm ví dụ các bạn sẽ thấy được là khi chúng ta nhìn vào trong vòng ngày hôm nay thôi Thì lúc mà Fed phát biểu đó rất rõ ràng là các bạn thấy được là cái chỉ số này đã có cái xu hướng là đi xuống khi mà nghe lời phát biểu của Fed, nhưng mà ngay sau đó đó lại có cái sự tăng trưởng ngược trở lên thì tại sao vậy? Có phải là thị trường bây giờ là không còn sợ những điều mà Fed nói nữa hay là không? Thì tôi nghĩ là tại vì những điều mà Fed nói đó lại tiếp tục lặp lại để mà gây cái sự hoang mang trên thị trường, tại vì cái mà Fed muốn đó chính là nền kinh tế chậm lại chỉ như vậy mới có thể quản lý được phần trăm lạm phát mà thôi thì chúng ta đã thấy được đó là những gì Fed nói ngày hôm nay cũng không có gì khác biệt so với những gì mà Fed đã chia sẻ cách đây 2 tuần khi mà tăng lãi suất lần thứ nhì tăng 0,5%. Bây giờ lãi suất của Hoa Kỳ đó là dao động ở cái mức là 0,75 cho đến 1%. Đương nhiên cái phần trăm lãi suất này là phần trăm lãi suất Fed Fund mà thôi, nghĩa là phần trăm lãi suất à, mượn qua đêm của những ngân hàng đó hay là Fed cho những ngân hàng mượn qua đêm chứ không phải là phần trăm lãi suất mà các bạn đi mượn tiền để mua nhà mua xe đâu. Đương nhiên những cái phần trăm đó nó sẽ đôn lên với phần trăm lãi suất của Fed nhưng mà bây giờ người ta có hiểu đơn giản đó là cái phần trăm gốc của Fed Fed fund rate là từ 0,75 cho đến 1% thì những gì mà Fed chia sẻ cái đợt này cũng không gì khác với lại cái T2 tuần có nghĩa là chúng ta hoàn toàn chuẩn bị tâm lý cho cuộc họp của tháng 6 đó là hai tuần nữa sẽ có một đợt tăng kế tiếp và chúng ta có thể thấy được là điều này cũng không gì gọi là lạ và thậm chí Fed tiếp tục nói đó Ngoài ngoài chưa đưa ra thì Fed đang nắm giữ tổng cộng là 9.000 tỷ đô la trái phiếu và sẽ bắt đầu tháng sau đó là sẽ bán từ từ ra thị trường. Những điều này đều được nói tới rồi cho tới hai tuần. Cho nên những điều này đó thị trường có thể mới đầu có sự lo sợ nhưng mà cũng đã quen với những cái thông tin đến từ Fed rồi. Tôi nghĩ là những gì mà Fed nói cũng không có gì làm cho nhiều người quá bất ngờ. Sau đó thị trường lại tiếp tục con đường có cái sự tăng trưởng trở lên một chút ngày hôm nay và kết thúc đó chỉ số Nasdaq là tăng 2,76% và những chỉ số kia các bạn cũng đã thấy rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy được đó là cái chỉ số hợp tương lai like thì nó đi xuống một chút, đỏ một chút. Chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq Future thì xuống 0,53%. S&P Future đó thì xuống 0,34% và Dow Future thì xuống 0,24%. Còn về chúng ta nhìn vào dầu đi, hợp đồng dầu đó thì chúng ta thấy được là hiện bây giờ đó cũng ở mức vẫn còn rất cao, 113 đô cho một thùng dầu và chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đi thì hôm nay ra lại đi xuống thêm nữa xuống 0,7% ở mức là khoảng 1806 đô ở cái thời điểm hiện tại và nhìn vào BTC thì sao các bạn thấy được là Bitcoin nó cũng giống như là chỉ số Nasdaq các bạn thấy được là cái sự tương quan bây giờ đã gần như là 1:1 rồi chúng ta thấy được là đây là cái nến giờ thì chúng ta thấy được là hồi sáng này đã khi mà Fed uh, thông báo là sẽ không ngần ngại tiếp tục tăng thêm lãi suất nếu như mà không thấy cái sự giảm à, cái phần trăm lạm phát đó thì chúng ta cũng thấy tương tự luôn, cái giá của BTC đó có một ngọn nến đẩy xuống tới cái mức là khoảng chừng 29.400 và cũng tương tự như là chúng ta à, thấy cái hiện tượng của chỉ số chứng khoán đó cũng sau đó được đẩy lên bây giờ thì vẫn xoay quanh cái mức là khoảng 30.000 đô, thật ra chúng ta thấy được là cái giá của BTC hôm nay với hôm qua nó cũng không khác nhau nhiều lắm, chúng ta thấy được là giá bây giờ cũng tiếp tục xoay quanh 30.000 đô mà thôi. Ngày hôm nay đã thì xuống 1,8%. Những đồng khác đã xuống phần trăm thì cũng tương tự. Nhất là những đồng lớn các bạn thấy được là chúng ta có Ethereum xuống 1,6%. Chúng ta thấy được là đồng USD Coin đó bây giờ đã chiếm vị trí thứ tư chỉ đứng sau lưng đồng Tether mà thôi. Các bạn thấy được là Tether là 74 tỷ, bây giờ USD Coin là 52 tỷ và chúng ta thấy được lý do tại sao đó là tại vì gần đây chúng ta đã có một cái số lượng lớn Tether bị rút ra khỏi vốn hóa của tether tổng cộng là tới 7 tỷ đô la tại vì có thể nhiều người lo ngại về cái sự kiện liên quan đến luna và đồng usd đó thứ nhất là có thể nhiều người lẫn lộn đồng usd là một cái đồng ổn định giao thức ở trên mạng lưới của tether luna và cái đồng usdt là một đồng ổn định có công ty đứng sau là công ty tether cho nên có thể có một sự lẫn lộn khiến cho nhiều người lo ngại nhưng mà thật ra đó chúng ta cũng đã biết rồi cái vấn đề là tether đó bây giờ vốn hóa rất là cao là đồng ổn định đứng đầu trên thị trường từ bao nhiêu năm nay và cái thông tin liên quan tới Tether thật sự có đủ cái số tiền để mà bồi thường nếu lỡ như mà mọi người tới rút tiền hay là không thì đó vẫn là một câu hỏi cho tới bây giờ rất nhiều những cái người đã điều tra tether các bạn thấy được tư nhân cũng có chúng ta cũng thấy được là tổng trưởng lý của New York cũng đã từng điều tra tether nhưng mà cũng không có kết quả và cái giấy tờ kiểm toán của tether cũng khá là không rõ ràng cho nên tether là một trong những đồng mà nhiều người cũng có cái sự lo sợ và sau đó các bạn thì được là rút tiền rồi Tether thì có một đồng Chúng ta thấy vốn hóa lại tăng lên Đó chính là đồng USD Coin, USDC Đây cũng là một đồng mà có công ty đứng sau lưng Là công ty Circle Hoa Kỳ Và đây là một đồng đó mà đã đưa ra Nhiều cái dẫn chứng là họ có cái số lượng tiền Để đảm bảo và cái số lượng tiền này đó Hầu hết gần như là 100% là tiền mặt Và một phần là họ lưu trữ Công trái phiếu ngắn hạn tại Hoa Kỳ Nghĩa là công trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ và bạn có đã biết là chính phủ Hoa Kỳ đã cho tới bây giờ đâu có vỡ nợ đâu Có nghĩa là đó là những cái trái phiếu mà an toàn nhất hiện bây giờ và chúng ta có thể thấy được đó là tổng số hóa của USDC à, đã có cái sự tăng trưởng cho lên rất là nhanh khi mà cái sự lộn xộn UST xảy ra dẫn đến nhiều những đồng định giao thức khác cũng có cái dấu hiệu là mất đi giá một đô la và đương nhiên Tether cũng bị cái uh, liên lụy và chúng ta thấy được sau đó đó bắt đầu từ ngày 11 tây tháng 5 chúng ta đã thấy được là vốn hóa của USDC đã tăng từ cái mức đó là 48,2 tỷ uh, ngày đây là cái ngày 11 tây tháng 5 bà đã lên tới cái mức hiện tại đó là các bạn thấy tổng vốn hóa bây giờ của USDC đó là 52 tỷ cũng như là tăng thêm khoảng chừng là hơn 4 tỷ đô la trong khi mà Tether the mất đi 7 tỷ thì rất rõ ràng là một phần lớn đó có thể được đẩy ngược cho qua USDC và có nhiều bạn không comment hỏi thuận nên là thuận lưu trữ đồng định thì phần lớn lưu trữ đồng định nào có thể luôn chia sẻ với các bạn là phần lớn luôn 97% đó là lưu trữ USDC hiện tại nếu như mà thuận gửi tiền để mà lấy lại á, những ứng dụng này thì mình tiếp tục sử dụng là USDC một phần nhỏ thường lưu trữ là đồng Gemini Dollar cũng là một đồng ở Hoa Kỳ nhưng mà thường bây giờ lưu trữ nhiều nhất vẫn là USDC nhưng mà các bạn nên biết đó bất cứ đầu ổn định nào cũng có cái sự nguy hiểm các bạn lưu trữ đầu ổn định đó, thì cũng nên biết là cái sự nguy hiểm đến từ đâu bất cứ lúc nào đó chúng ta cũng có thể thấy những cái sự cố xảy ra bây giờ có thể là họ có đủ tiền để mà bồi thường nhưng mà sao này có đủ hay không nên thì chúng ta cũng không có rõ nhưng mà cái mà các bạn thấy được là đồng ổn định là một trong những cái rất là quan trọng trên thị trường này nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng ra giống như các bạn cần phải sử dụng đồng ổn định để mà tham gia một ứng dụng nào đó hay tham gia một công ty nào đó để mà lấy lại đó thì các bạn cần phải có cái mục tiêu của mình chứ nếu như mà các bạn chỉ không muốn lấy tiền ra khỏi thị trường này hay là đang lười biếng muốn để đồng ổn định thì bạn cũng nên suy nghĩ lại cái bạn lưu trữ đồng định là phải có cái lý do chứ không nên chỉ lưu trữ ổn định tại vì cái nguy hiểm nó vẫn có và đây là cái tài liệu liên quan tới cái sự kiện của USDC và USDT hiện tại BNB thì chúng ta thì được là xuống phần trăm cũng tương tự mà thôi 2% XRP cũng vậy Cardano cũng vậy, Solana thì cũng tương tự Thực ra cũng không gì đặc biệt đâu Dogecoin cũng như vậy mà thôi Xuống khoảng chừng là 1,5% so với lời BTC cũng ngang hàng với nhau Thì hôm nay đã cả thị trường thì so với ngày hôm qua đi xuống một chút mà thôi khoảng 1, mấy phần trăm nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like, và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô tài hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98. Và hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức medium Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết. Cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này, cái Lucky Winner Number. Cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào, sau đó điền địa chỉ ví BAP20 các bạn tạo trên Coin98 Super App là có thể tham gia. Thông tin chi tiết xem bên dưới cái video này. Và chúng ta có thể nhìn vào những cái thông tin mà nổi bật ngày hôm nay liên quan đến thị trường tài chính. Các bạn đã thấy được là mặc dù đó là Fed nói là sẽ không ngần ngại tiếp tục tăng lãi suất cho dù là có thể thấy cái phần trăm thất nghiệp có thể tăng thêm một chút nữa nhưng mà thường thì nghĩ là sẽ không tăng một chút đâu các bạn thấy được là lúc nào cũng vậy chúng ta sẽ thấy được là không có dễ dàng quản lý nền kinh tế lúc mà in tiền thì Fed cũng nói là cái thời điểm mà Fed đưa ra những cái gói hỗ trợ cho thị trường đó và hỗ trợ những cái gói hỗ trợ đến từ chính phủ thì chúng ta đã thấy được là lúc đó đó thì Fed cũng nói là không có cái vấn đề liên quan đến làm phát lâu dài đâu làm phát là tạm thời mà thôi cho đến khi mà không quản lý được bây giờ Fed cũng nói đó là chấp nhận có thể là thấy cái phần trong thất nghiệp tăng một chút nhưng mà vẫn ở mức thấp nhưng mà khi mà thực sự thất nghiệp xảy ra rồi đó, thì không có dễ dàng quản lý như Fed nghĩ đâu các bạn đã thấy trong vòng bao nhiêu tuần qua thường đã chia sẻ nhiều dấu hiệu với các bạn là tình hình không có lạc quan như là phát nghĩ nhất là liên quan đến cái tình hình thất nghiệp ở Hoa Kỳ. Tuy là thất nghiệp bây giờ vẫn thấp 3,1% đó, thấp nhất kể từ những năm 1960 tới bây giờ nhưng mà cũng có dấu hiệu là có thể là từ bây giờ trở đi đó không có lạc quan như phép nghĩ các bạn thấy ngày hôm nay đây công ty Netflix đã đưa ra thông báo là đã sa thải 150 nhân viên Tại vì sao? Tại vì họ thua lỗ và họ mất đi một số lượng lớn người đăng ký Netflix Và đương nhiên Netflix không phải là công ty duy nhất đâu Các bạn thấy được là trên màn hình chúng ta cũng có những công ty Một là sa lãnh nhân viên Hai đó là họ bắt đầu ngưng hay là chậm lời cái việc mướn người Chúng ta có công ty Coinbase cũng như vậy Robinhood cũng như vậy Carvana cũng như vậy chúng ta có thể thấy được là uber gần đây đó cách đây chỉ có là khoảng chừng hơn một tuần thôi cũng nói điều tương tự là sẽ rất cẩn thận khi mà mướn người tại vì bây giờ là không phải như xưa nữa và sẽ giảm đi cái số lượng tiền dùng để mà quảng cáo và đương nhiên các bạn thấy được là điều này cũng làm ảnh hưởng đến những công ty mà sống nhờ quảng cáo giống như là công ty facebook Meta và ngay các công ty facebook đó cũng đã lên tiếng là gì họ nó họ sẽ bắt đầu là chậm lại và có thể là ngưng không có mướn người trong thời điểm hiện bây giờ Tại vì sao vậy? Tại vì các bạn có thể thấy được đó, đây là cái thống kê đến từ Morningstar Chỉ tính từ đầu năm cho tới bây giờ thôi đó là các bạn thấy là những công ty công nghệ lớn đó Hầu như đó ai làm những công ty này cũng thấy rất tự hào Nhưng mà bây giờ đó là nhột những công ty mà có cái, cái sự thua lỗ nặng về cái phần trăm vốn hóa Và về cái sự giảm cái phần trăm của cái giá chứng khoán trên thị trường Từ đầu năm tới bây giờ chúng ta có thể thấy được những công ty lớn như là Microsoft đó Thì từ đầu năm tới bây giờ giảm gần như là 24%, Apple 20%, Nvidia giảm 45%, Salesforce giảm gần như là 37%, Adobe giảm 31%, Meta Platforms như là Facebook đó giảm 43%, Netflix giảm 71% chỉ từ đầu năm tới bây giờ thôi. Alphabet như là Google đã giảm 22%, Disney giảm gần như là 33% và Comcast giảm gần như là 17% các bạn thấy đây, đây là toàn những tên tuổi lớn trong thị trường công nghệ mà trong thời gian chỉ có 5 tháng đầu của năm 2022 thôi đã giảm như vậy rồi. Khi mà chúng ta thấy giá giảm như vậy đó thì cổ đông sẽ la làng lên. Bắt đầu là những công ty này họ sẽ bắt đầu điên đầu với cái việc là làm sao để ngưng không có cho cái tình trạng là cổ phiếu tiếp tục giảm nữa. Và một trong những chiến lược mà họ sử dụng đó chính là cắt giảm chi tiêu. Và điều này cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ thấy những cái hiện tượng như là sa thải nhân viên hay là ngưng tạm thời không muốn thêm người nữa. Đó là cái hiện tượng chúng ta thấy hiện bây giờ đối với lại những công ty như là Netflix, như là Coinbase, như là Robinhood, như là Carvana, như là Uber, như là Facebook và nhiều những công ty khác nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy được đó là cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến là cái số lượng người thất nghiệp sẽ không có thấp như phép tưởng đâu. Và nếu như mà cái nhiệm vụ của Fed là muốn làm cho nền kinh tế chậm lại thì thực ra thường đã bắt đầu thấy dấu hiệu nền kinh tế chậm lại rồi và cái phần trăm tăng trưởng lạm phát của tháng vừa rồi cũng đã chậm hơn à, là cái tháng trước đó các bạn thấy được là 8,3% trong vòng 12 tháng so với lại 8,5% một tháng trước đó trong vòng 12 tháng thì có nghĩa là chúng ta thấy được là phần trăm lạm phát đó nói chung cũng đã bắt đầu có một chút xíu dấu hiệu giảm nhưng mà đối với Fed vẫn chưa đủ. Fed muốn là có thấy một cái thời gian giảm dài hạn hơn để có cái sự an tâm hơn trước khi mà ra quyết định. Dù sao đi nữa đó, những gì mà Chủ tịch John Powell nói ngày hôm nay cũng không có gì ngoài những cái kỳ vọng của những nhà đầu tư. Các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới hợp đồng mà Fed tăng lãi suất đó thì chúng ta thấy được là hợp đồng tương lai bây giờ nghĩ sao thì chúng ta được là cái ngày hợp kế tiếp đó của Fed đó chính là giữa tháng 6 thì ngày 15 tháng 6 đó hầu như các bạn thấy được là 92,6% của tất cả trader hiện bây giờ nghĩ đó là Fed sẽ tăng thêm 0,5% chỉ có 7,4% nghĩ là Fed sẽ tăng mạnh tay hơn nghĩa là tăng 0,75% hầu như là 9 trên 10 người đã nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng 0,5% còn các bạn thấy được là cái cuộc họp kế tiếp là ngày 27 tháng 7 thì ra sao? Lúc đó các bạn thấy được là thị trường vẫn tiếp tục nghĩ đó là gần như là 80%, 8 trên 10 người có thể hiểu đơn giản như vậy nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0,5% nữa. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy kết thúc tháng 6 đó lúc đó là phần trăm lãi suất của Hoa Kỳ Fed Fund Rate là khoảng 1,25 tới 1.5%. Kết thúc tháng 7 đó là sẽ từ 1,75 tới 2.0 nghĩa là trong hai đợt hợp tới đây tháng 6 tháng 7 sẽ tăng 0,5 và 0,5. Các bạn thấy được là chúng ta đi từ cái mức là 0 tới 0,25 đầu năm mà đã nhanh chóng trong thời gian chỉ có nửa năm thôi đã lên tới 2% rồi. Thực sự lên rất là nhanh luôn. Nhưng mà sau đó đó là chúng ta thấy cuộc họp tháng 9 thì hầu như bây giờ những nhà đầu tư đó nó không có một cái dấu hiệu rõ ràng. Rất rõ ràng là phần lớn nhà đầu tư đó chúng ta có thể thấy được là hơn phân nửa nghĩ là Fed sẽ chậm lại và không tiếp tục tăng 0,5% nữa mà tăng 0,25% cho tháng 9, tăng 0,25% cho tháng 11, tăng 0,25% cho tháng 12 và tăng 0,25% cho tháng 2 năm 2023 chỉ có hai đợt kế tiếp này tháng 6 tháng 7 là có sự tăng trưởng mạnh mà thôi và nhìn vào dấu hiệu sáng này thì có thể như nhà đầu tư phần lớn nên thị trường cũng đã có sự chuẩn bị rồi cho nên chúng ta mới thấy vẫn tiếp tục có được một màu xanh mặc dù Fed để đưa ra một cái thông tin mà thường nghĩ là nếu như thông tin này được chia sẻ cách đây vài tuần nó đã dẫn đến toàn màu, màu đỏ ít ra bây giờ đó thị trường cũng đã có một cái sự chuẩn bị tốt hơn về Fed sẽ làm gì thì trong cái video ngày hôm qua đó Thuận có chia sẻ một cái hình à, đến từ Twitter Thì hôm qua đó các bạn đã nhớ là Thuận có chia sẻ trong cái video 1319 Phần 2 bạn có thể sợ nhưng mà họ thì không sợ Các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta nhìn vào cái sự dao động của giá cả hàng ngày của BTC đó Các bạn có thể dễ dàng không nhìn thấy được sự thật Các bạn thấy được là giá cả lên xuống như thế này Rất là không có rõ xu hướng như các bạn nhìn vào năm nay qua năm nọ đó thì có thể thấy được một cái hình tượng như thế này có thể là giá cứ tăng trưởng theo thời gian nhưng mà theo thập kỷ này qua thập kỷ kia chúng ta có thể được một cái sự tăng trưởng parabolic thì có một số bạn đã hỏi thuận là điều này có thật sự đúng hay là không tại vì theo thời gian càng dài đó thì vốn hóa của BTC sẽ càng lớn hơn và như thường đã từng chia sẻ trước đây đó thì có thể là càng ngày BTC càng lớn hơn thì chúng ta có thể thấy được là sự tăng trưởng không như trước kia nữa thì theo lý thuyết đó, đúng là như vậy và thứ nhất đó, đây là có hình trừu tượng mà thôi thuận chia sẻ để các bạn hình dung được đó là nhiều chúng ta zoom vào quá gần cho nên không thấy được là cả một cái thị trường đang phát triển như thế nào giống như các bạn quá chú ý một cái cây mà quên đi cả một khu rừng gì đó thì cái đó là cái mà thường muốn chia sẻ ngày hôm qua nhưng mà cái câu hỏi đó cũng làm thượng nhìn một số những tài liệu các bạn thấy được là chúng ta có thể nhìn vào những cái thị trường như chúng ta thấy chứng khoán đi thì chứng khoán đã là một trường mà có nhiều năm rồi và vốn hóa bây giờ so với 10 năm trước cao hơn rất nhiều so với lại 10 năm trước đó nữa còn cao hơn nhiều hơn nữa và cứ như vậy đây là một cái thị trường đã có một thời gian rất dài và chúng ta có thể nhìn thấy được đó đây là cái tài liệu Nasdaq ở trên CNBC thì trong 3 tháng hay 6 tháng các bạn có thể thấy được là chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự lên xuống theo tháng của chỉ số Nasdaq này và xu hướng 6 tháng qua đó là cái xu hướng giảm như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình hiện bây giờ nhưng mà khi chúng ta nhìn vào một năm đó thì chúng ta được là có thể là giá cả so với lại một năm trước đó thì cũng thấp một chút mà thôi 5 năm thì chúng ta đã thấy được một cái dấu hiệu là chúng ta thực sự vẫn còn có sự tăng trưởng rất là nhiều Và đương nhiên tính từ năm 1981 tới bây giờ đó Mặc dù là các bạn thấy được là cái vốn hóa của các chỉ số Nasdaq bây giờ đó đã cao hồi xưa rất là nhiều Như là chúng ta có thể thấy được là cái đợt tăng trưởng năm 1996 đến năm 2000 đó Thì chúng ta có thể nhìn vào thời điểm đó mà có thể nghĩ là sau này Có thể là chúng ta sẽ không còn một cái sự tăng trưởng mạnh như vậy nữa Giống như chúng ta thấy được là tăng trưởng trong cái phạm vi là Hồi tháng 6 năm 1998 đó, đã từ cái mức là 1.693 điểm mà lên tới là 4.572 điểm. Nhưng mà khi mà chúng ta zoom ra đó thì các bạn thấy được là thực sự chúng ta thấy là không ngờ. 20 năm sau lại có một cái đợt tăng trưởng còn mạnh hơn nữa thì đúng là như vậy khi mà các bạn nhìn đó, thì chúng ta thấy được một cái mô hình parabolic thì chúng ta thấy được tại sao như vậy tại sao mà vốn hóa cao nhưng mà cái sự tăng trưởng vẫn còn rất là mạnh năm này qua năm nọ như vậy thật ra đó cái mà thú vị đây là chúng ta nhìn vào phần trăm tăng trưởng đó, so với là cái số điểm tăng trưởng hai cái này nó khác nhau các bạn thấy được là cái phần trăm tăng trưởng hồi xưa đó từ năm 1998 hồi tháng 6 đó là 1000 khoảng chừng là 1700 điểm đi lên tới cái đỉnh điểm là 4.572 nghĩa là tăng gấp 3 lần trong thời gian khoảng chừng là 18 tháng nhưng ba thời điểm đó nhưng mà bây giờ chúng ta có thể nhìn vào tương tự đi chúng ta có thể thấy là chúng ta cho là hồi tháng 12 của năm 2019 đi chúng ta có thể thấy được là cái mức đó là khoảng 7.700 điểm hồi tháng 12 năm 2019 cho đến cái thời điểm là tháng 9 năm 2021 là 15.000 742 điểm thì thật ra các bạn thấy được là cái số điểm tăng đó thì nó cũng dựng cột cao giống như là chúng ta nhìn thấy thời điểm năm 98 tới năm 2000 thậm chí còn có cái sự tăng trưởng mạnh hơn nữa cái dốc này nó cao hơn nhưng mà thật ra đó là chúng ta nhìn vào cái số điểm chứ còn phần trăm lợi nhuận đó các bạn thấy được là từ 7700 đến 15741 đó thì trong khoảng thời gian này là chỉ tăng khoảng chừng là hai lần so với lại ba lần trước đây thì thấp hơn cho nên khi mà các bạn nhìn vào cái biểu đồ này cũng như vậy cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là chúng ta không phải nói là cái phần trăm tăng trưởng mà chúng ta thấy được là cái mức giá của btc hoàn toàn có thể có cái dấu hiệu như là nasdaq các bạn thì được vốn hóa càng cao nhưng mà chúng ta nhìn như biểu đồ đó vẫn thấy cái sự tăng trưởng mạnh tính theo cái giá của btc cho mỗi btc phần trăm thì đương nhiên từ cái thời điểm mà có vốn hóa thấp cho đến bây giờ đó phần trăm đã giảm theo thời gian nhưng mà nghe ở mức hiện tại đó các bạn vẫn thấy được là chúng ta nhìn xa hơn đó cái BTC đó biểu đồ nhìn xa hơn thì các bạn thấy được vẫn có một biểu đồ tăng parabolic theo thời gian nhưng mà nhiều bạn sẽ nói được là cái hình này đó, nó không có giống như cái hình mình chia sẻ tại vì chúng ta thấy được là cái hình này đó chúng ta thấy có cái sự lên cao rồi đi xuống lên cao rồi lại đi xuống trong khi chúng ta thấy cái hình này thì có một cái sự tăng trưởng mạnh mà thôi thật ra tại vì chúng ta vẫn đang ở ngay thời điểm này khi mà chúng ta qua khỏi thời điểm này rồi đó có sự tăng trưởng cao hơn sau này thì chúng ta sẽ thấy được là cái đợt đi lên đi xuống này đã không còn gì nữa hết mà chúng ta cần phải quan tâm đến tại vì các bạn có thấy là cái mức nhỏ xíu trên màn hình này không? hồi năm 2013 đó tháng 12 bây giờ chúng ta hầu như không nhìn thấy được. Thì zoom vào để các bạn thấy rõ hơn. Khi mình zoom vào đó, các bạn mới thấy được là cái sự lên xuống lúc đó nó kinh khủng như thế nào cho những người mà trong thời điểm đó. Nhưng mà bây giờ zoom ra đó thì các bạn lại cảm thấy là không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng mà lúc đó đó thực sự là một cái sự lên đỉnh rồi đi xuống rất là mạnh thời năm 2013 và năm 2014. Nhưng mà bây giờ hầu như không thấy nữa Cũng giống như là các bạn thấy được là cái đỉnh và đáy của năm 2018 và 19 á, Thì bây giờ các bạn thấy được là cũng không có gì gọi là gây gớm Trong khi chúng ta có thể thấy được là một cái ngày tăng trưởng trong thị trường crypto bây giờ đó Bitcoin hay lên xuống là bằng cả cái đỉnh của năm 2017 luôn Nhưng mà khi thường zoom vào đó các bạn mới thực sự thấy được là cái sự lên xuống nó kinh khủng như thế nào Tại vì chúng ta bây giờ cái mức giá đã cao hơn như xưa nhiều rồi cho nên chúng ta mới không cảm thấy như vậy Sao này cũng vậy khi mà BTC đó tiếp tục tăng lên tới cái mức là 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu Thì mình sẽ không thấy cái lợt đi lên đi xuống này nó nó có cái gì gọi là gây gớm hết Bây giờ các bạn cảm thấy vậy nhưng mà sau này các bạn sẽ không còn cảm thấy gì nữa Tôi từng chia sẻ những tài liệu này trước đây cho những bài nào mà từng tham gia từ năm 2019 tới bây giờ rồi. Cho nên đó là lòng tin của Thuận và vốn hóa của BTC bây giờ thực sự rất là thấp. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào đó chỉ riêng những công ty công nghệ lớn thôi đó là trong vòng vài ngày có thể mất đi là tổng số vốn hóa là cả nghìn tỷ đô la. Trong khi các bạn thấy được là cả vốn hóa của cả thị trường BTC là chỉ có một phẩy mấy nghìn tỷ thôi những công ty công nghệ lớn đó vốn hóa mất đi thôi đó hoặc vốn hiện tại vốn hóa mất đi thôi đã mất đi cả nghìn tỷ đô la trong vòng chỉ vài ngày thì các bạn thấy được là thị trường này hoàn toàn khả năng tiếp tục tăng lên thuận thì vẫn có lòng tin là BTC đó sẽ tiếp tục tăng lên thậm chí 10 lần 20 lần cái giá bây giờ đối với thần cũng không có gì gọi là ngoại lệ cả chỉ là chúng ta cần thêm thời gian mà thôi đó là điều mà thần muốn chia sẻ ở đây